bây giờ sau bao nhiêu năm chiến đấu như vậy thì hòa bình chân chính trong độc lập tự do đã trở lại, đã được lập lại trên đất nước chúng tôi. Thế thì cái nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân chúng tôi là có thể là rất là vẻ vang mà cũng rất là nặng nề, phải tự xây dựng thành một cái quân đội mạnh đó, để cùng nhân dân bảo vệ đất nước và cùng nhân dân xây dựng đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam như là nói trong lời di chúc thiêng liêng của người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh. Vượt nắng, thắng mưa, say sưa, luyện tập. Đó là cái cách chúng tôi hiến dâng thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Bất cứ kẻ thù nào mà muốn lâm le đến đất nước Việt Nam thì dù thế hệ nào cũng cầm chặt tay súng bảo vệ quê hương, bảo vệ từ mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi tin rằng như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.